Tiếp đến, chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Tổng Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam lên có lời chúc mừng Đức Tân Tổng Giám mục Du Xe và Tổng Giáo phận Hà Nội. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng. Thưa thưa, xin uh, kính chào Đức Tổng Giám Bục An Toàn Camilleri và các đứng trong uh, phái đoàn của Tòa Thánh đến Việt Nam. Xin kính chào Đức Khâm Sứ Marek Zalewski. Xin kính chào quý cấp và chính quyền đang có đại biểu tại đây. Xin kính chào đại biểu ngoại giao đoàn. Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, Nam Nữ tu Sĩ và toàn thể anh chị em. Hôm nay là một ngày trọng đại của Tổng giáo phận Hà Nội. Tôi xin phép được à, có đôi lời để chúc mừng cũng như tỏ tình hiệp thông với Đức Hồng Y và với Đức Tân Tổng giám mục Du Vũ Văn Thiên. Nhân danh Hội đồng giám mục, trước hết thì à, xin cho phép tôi được à, có đôi lời kính thưa Đức Hồng Y. Trong kính Đức Hồng Y, Đức Hồng Y về nhận giáo phận Hà Nội ngày 13 tháng 5 năm 2010, trong một cái bối cảnh được cho là rất hỗn mang và phức tạp, nhiều người lúc đó đã dự đoán rằng nhiệm kỳ tổng giám mục của Đức Hồng Y sẽ là một nhiệm kỳ có nhiều gió chướng và mây đen. Nhưng thời gian qua đi đã chứng minh rằng những nhạy cảm dằn vặt ban đầu đã trôi vào dĩ vãng dần già nhường chỗ cho một tổng giáo phận hà nội tuy có phần tĩnh lặng nhưng mãi đến nay vẫn rất yên hàn đánh giá nhiệm kỳ của đức hồng y đức cha phụ tá lorenzo trong diễn từ tri ân ngày 3 tháng 12 năm 2018 đã khẳng định rằng xin trích Đức Hồng Y là một vị lãnh đạo có bản lĩnh kiên trung, người thầy đức tin trung thành. Ngài đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách giản dị, âm thầm, hết lời trích. Đó là ấn tượng sau cùng còn đồng lại trong lòng con cái Hà Nội sau 8 năm 6 tháng 27 ngày đồng hành với Đức Hồng Y. Sứ mệnh của Đức Hồng Y giờ đây đã hoàn tất. Nhiều người nghĩ rằng sau hội chuông mãn nhiệm hôm nay, Đức Hồng Y sẽ thở vào nhẹ nhõm và như Đức Cha Phó Chủ tịch Duy Giang Nguyễn Năng trong bài giảng đã nói, Ngài hạ cánh an toàn và lên đường trở về Đà Lạt, nơi Đức Hồng Y đã từng sống 72 năm cuộc đời với muôn vàn kỷ niệm thân thương. Mùa đông Đà Lạt chắc chắn sẽ ấm áp hơn mùa đông Hà Nội, mùa hè Đà Lạt chắc chắn sẽ mát mẻ hơn mùa hè Hà Nội. Nhưng thú thật với Đức Hồng Y, chính con cũng đã nghĩ như thế. Con xin xưng tội trống với Đức Hồng Y là con đã sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Đức Hồng Y không về nghỉ hưu tại Đà Lạt. Đức Hồng Y đã công khai tuyên bố Ngài sẽ ở lại Hà Nội. Có đáng vỗ tay không thưa anh chị em? Vậy là cuối cùng mọi người đã khám phá được tấm lòng sâu đậm của Đức Hùng Y dành cho con cái Hà Nội. Không có lời lẽ nào diễn tả hay hơn câu phát biểu của Đức cha phụ tá Lorenzo. Đức Hồng Y Phaero mãi mãi là người cha kính yêu của chúng con. Tôi nghĩ cái này cũng nên vỗ tay lần nữa. đức hồng y đã đưa ra năm tiêu chí nghỉ hưu khổ chế này cầu nguyện này khiêm nhường này đọc sách này tham gia phụng vụ này bây giờ thì con xin đề nghị với đức hồng y cho con thêm một cái tiêu chí thứ sáu nữa đó là đức hồng y hãy đi câu cá à. nếu đức hồng y chấp thuận thì dù huế xa xôi con cũng sẽ tình nguyện ra sách giỏ và vác cần câu cho đức hồng y ai muốn cùng tôi đi câu cá với đức hồng y thì xin vỗ tay nữa à. Chúng ta có đức cha lorenzo thì ngài cũng sắp hạ cánh an toàn như đức hồng y cho nên cái đội câu cá đó chắc chắn là sẽ hùng hậu và tòa giám mục sẽ thường xuyên nhận được cá của đức hồng y và đức cha lorenzo thưa Đức Hồng Y con nổ một tí cho nó vui nhà vui cửa thế thôi. Ý của con là cầu chúc Đức Hồng Y sau khi hoàn tất sứ mệnh được giải phóng thật sự khỏi mọi vướng bận lo toan và từ đây Đức Hồng Y được hoàn toàn an nhàn thư thái như một tiên ông bên cạnh con cái cháu chắt Hà Nội. Hãy nói lên tất cả những cái tâm tình đó thì à, chúng con xin kính gửi Đức Hồng Y một à, món quà lưu niệm và một bó hoa. Xin mời Đức Cha à, Phó Chủ tịch à, trao hoa và quà cho Đức Hồng Y. sau đây thì xin con xin phép đức hồng y và cộng đoàn cho con được có đôi lời chúc mừng đức tân tổng giám mục kính thưa đức cha Giuse xe vũ văn thiên tân tổng giám mục giáo tỉnh hà nội hà nội là thủ đô nên hà nội dẫn đầu trong mọi sự hà nội là không gian của ngoại giao đoàn quốc tế là nơi tập trung các cơ quan đầu não của hệ thống chính trị việt nam là điểm đến và điểm đi của nhiều thành phần xã hội và giáo hội. Chỉ cần liên tưởng đến cái mạng lưới quan hệ đầy đặc đó là chúng con có thể mường tượng được những khó khăn đang chờ đợi Đức Tổng ở phía trước. Nhưng chúng con tin rằng bản thân con người Đức Tổng có nhiều nội lực để vượt qua tất cả mọi nghịch cảnh một cách dễ dàng. Trước hết là tuổi trẻ của Đức Tổng, các vị chủ chăn tiền nhiệm hầu hết đều cao niên nên không có đủ thời gian để xây dựng một chiến lược mục vụ lâu dài. Với tuổi đời 58, Đức Tổng còn cả một con đường thanh thang để thực hiện những gì Ngài Cưu Mang ấp ủ cho Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng là một vị giám mục trẻ nhưng lại thâm niên sứ vụ nhất ở miền Bắc. Như vậy đường lối của Đức Tổng sẽ vừa mạnh bạo nhờ tuổi trẻ nhưng lại vừa khôn ngoan nhờ kinh nghiệm lâu năm tích lũy. Gần đây, một số vị lãnh đạo xã hội đã lên tiếng cảnh báo cảnh báo về tư duy Hà Nội không vội được đâu. Người ta nại vào đó để biện minh cho tình trạng trì trệ biếng nhác hay là tiêu cực. Nhưng với tinh thần, với năng lực của một vị chủ chăn thuộc dòng họ Vũ, Vũ Văn Thiên như Đức Tổng, thì Đức Tổng cũng sẽ vượt qua được cái xu hướng Hà Nội không vội được đâu và sẽ khởi động một giáo phần Hà Nội vươn lên như vũ bảo. Thì vũ là võ mà võ là sức mạnh. Chúng con cầu chúc Đức Tổng quy tụ được mọi tiềm lực của mọi thành phần xã hội và giáo hội để chiến thắng chia rẽ hận thù kỳ thị và nghi nan vốn đã gây ra bao nhiêu đau thương cho dân tộc Việt Nam và cho nhân dân thủ đô hơn một nghìn năm lịch sử này. Dịp Đại hội Giới Trẻ Miền Bắc ngày 14 và 15 tháng 11, 2018 vừa qua tại Hải Phòng, con đã nói với các tham dự viên rằng Đức cha Hải Phòng tên là Thiên, Thiên là ông trời. Đã Thiên lại còn Tổng nữa, Tổng Thiên. Tổng Thiên là tư lệnh trên trời dưới đất. Chúng con cầu chúc người sẽ là vị lãnh đạo xuất sắc Để mọi sự, mọi việc từ khởi sự cho đến hoàn thành Đều đâu vào đó, chuẩn, không cần chỉnh à. Vì là ông trời cho nên lúc nào mặt ngài cũng đỏ Đỏ hơn cả màu hoa phượng của thành phố Hải Phòng Hôm nay con cũng muốn lặp lại điều đó Để cầu chúc người giữ mãi được màu hồng diện mạo của đức tổng là màn hình phản ảnh giáo phận bao lâu diện mạo đó còn hồng hào sức khỏe của giáo phận vẫn còn tốt có người còn nói rằng mũi của đức tổng thiên là mũi rồng nên ngài là cái người giàu sang phú quý con không có tin tướng số lắm nhưng mà riêng chuyện cái mũi rồng thì lại con cho là đúng à. tổng giáo phận hà nội hãy tin tưởng rằng đức tổng mũi rồng của chúng ta chắc chắn sẽ có đủ tài lực để kiến tạo con người và cơ sở xứng tầm với vị thế dẫn đầu của giáo phận thủ đô à, kính thưa cộng đoàn dân chúa tổng giáo phận hà nội Mỗi lần có một vị chủ chăn mới, chúng ta lại viết một trang sử mới. Trang sử đó không phải là của riêng ai mà là của toàn thể mọi người cùng viết. Tất cả mọi thành viên trên con thuyền giáo phận đều là thủy thủ. Cuộc hành trình sẽ tốt đẹp nếu tất cả mọi người đều tích cực tham gia công việc trên thuyền một cách hòa hợp dưới sự chỉ đạo của vị thuyền trưởng. Toàn thể giáo hội Việt Nam đang nhìn về Hà Nội và cầu chúc con thuyền Tổng giáo phận Hà Nội từ đây hiên ngang lướt sóng, lập được những chuẩn mực tối ưu cho cả nước noi theo. Xin chúa chúc lành cho Tổng giáo phận Hà Nội, cho Đức Hồng y Phêrô và cho Đức Tân Tổng giám mục Dư xe Vũ Văn Thiên. Nhân tiện, tôi cũng xin thay lời cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cầu chúc tất cả mọi người đang hiện diện một mùa giáng sinh an bình và một năm mới 2019 tràn ngập ân sủng. Merry Christmas and Happy New Year! Joyeux Noël de Bonnane! Xin trân trọng cảm ơn! Và bây giờ một lần nữa là xin mời Đức Cha Phó Chủ tịch trao quả lưu niệm và bó hoa của Hội đồng Nhóm Mục cho Đức Tân Tổng Giám mục Du Vũ Văn Thiên. Xin trân trọng cảm ơn mọi người.